nữ ca sĩ Hàn bị hỏi về việc không mặc đồ khi ngủ. Nhạc sĩ Lee Sang Min đang bị chỉ trích khi đặt ra những câu hỏi nhạy cảm cho các thành viên GIDLE trong tập mới nhất của Knowing Pros. The Ocean đưa tin nhóm nhạc GIDLE mới đây tham gia chương trình Knowing Pros của đài GTBC để quảng bá bài hát mới NXTE. Tại đây, trưởng nhóm Sojon tiết lộ NXTE ban đầu bị công ty phản đối dữ dội vì tiêu đề được cho là nhạy cảm. Cũng trong chương trình, Sojon cho biết bài hát được lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe. Khi nhắc đến biểu tượng gợi cảm nổi tiếng, Sojon được hỏi cô mặc gì khi đi ngủ. Một thành viên nam trong chương trình là Lee Soo-geun nói, giấc ngủ sẽ tuyệt vời nhất khi bạn khỏa thân. Tôi cũng không mặc quần áo đi ngủ. Lee Sang-min tiếp lời, tôi cũng không mặc quần khi đi ngủ, và tiếp tục hỏi các thành viên, GIDLE, các bạn có ngủ khỏa thân không? Lúc này, các thành viên đều im lặng và khá khó chịu. Tuy nhiên, Lee Sang-min chưa dừng ở đó và hỏi em út Su-hua, nhìn vào nét mặt, tôi có cảm giác cô ấy sẽ khỏa thân khi ngủ. Sojon sau đó bước lên và trả lời, anh đang tưởng tượng điều gì vậy? Chúng tôi ngủ chung. Tuy nhiên, các anh có thể ngủ khỏa thân nếu muốn. Câu hỏi của hai MC nam trong chương trình Knowing Pros đang bị chỉ trích. Khán giả cho rằng họ quấy rối, GIDLE, đặc biệt em út Su-hua mới 22 tuổi. Lee Sang-min thật thô lỗ. Các thành viên khác đã xử lý tình huống một cách hài hước trong khi anh ấy cố hỏi lại khách mời một câu nhạy cảm. Anh ấy thiếu tôn trọng khách mời. Tôi ngạc nhiên khi anh ấy vẫn chưa bị loại khỏi chương trình, một khán giả bày tỏ dưới video của chương trình. Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Anh ta chắc là điên rồi, thật thô lỗ. Tôi không hiểu tại sao chuyện như thế có thể xảy ra. Lee Sang-min, đó là quấy rối tình dục. Tại sao nhà đài không cắt phần này đi? Nhiều tài khoản khác bức xúc. GIDLE ra mắt với 6 thành viên Sojon, Sujin, Mini, Mizon, Suki và Suhua. Sau khi Sujin bị tố bạo lực học đường và bị buộc rời nhóm, GIDLE tiếp tục hoạt động với 5 thành viên. GIDLE đang đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc nhờ ca khúc NXTE. Knowing Pros là chương trình giải trí chuyên mời các thần tượng, diễn viên đến giao lưu. Chương trình có các thành viên nam cố định là Kang Ho-jong, Lee Soo-geun, Kim Jang-chun, So Jang-hoon, Kim Hee-chun, Min Ki-ung-hun, Lee Sang-min và Lee Jin-ho. Trong đó, Lee Sang-min sinh năm 1973, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình khá có tiếng trong ngành giải trí.